Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay thì một lô xe mới về anh em. Ví dụ như AB mà đặc biệt này, 125 này. Dạ. AB kia lên Thái rồi. Lên Thái anh. Lên Thái nè. Dạ. Đợt này thì có SH nè, Vinner X nè, Vao 150 nè, mô tô thì có G15, R15 nè, TX nè, hoặc là NVX 155 nè, Merking nè. Đó, mới về thì khá nhiều. Dạ. Anh em chịu khó mình cập nhật ha. Dạ. Rồi xe số thì nó có future. Dạ. Future thì đợt này tăng giá lắm nha anh em. Anh em lưu ý bên này có future này, có future X này. Dạ. Rồi, đồng hành với thường hôm nay có anh Dương. Dạ, chào anh em, chào bà con cô bác nha, chào các chú lớn tuổi nha, và chào các bác nha, chào các cô nha. Và chào các vị quý khách coi kênh xe máy giá rẻ nha. À, chào các anh em mua bán xe 63 Tấn Thành. Em là Dương, cửa hàng xe máy Trùng Dương nằm Bình Dương anh em nha. Em cũng tên là Trần Trùng Dương luôn nha em, sinh 1987 nha mấy anh em nha. Đó, em cũng người gốc Bình Dương, cha sinh mẹ đẻ là ở đây xưa giờ nha anh em ha. Đó, còn ở đây là em chuyên về cái dòng mà xe Taycan nha. Còn tay ga thì có AB, PO, những cái dòng nào đỏ khách lâu đỏ khách đồ, SH đồ, NVX đồ. Các dòng xe là bao anh em là không té ngã, không đâm đụng, không tai nạn nha mấy anh em nha. Không bao giờ tái ngã, anh em cứ yên tâm với vấn đề đó bên xe bên mình nha anh em nha. Xe mình đặc biệt là xe chính chủ, xe ra tên được hết cho anh em, toàn bộ hết cho anh em nha. Tại vì xe đời mới không anh em ha, xe ken, xe lướt, xe máy zin nha anh em nha. Đó, anh em cứ yên tâm. Ok. Đó, đầu thì mình giới thiệu con AB này ha. Lâu có con này nè. 2D9, dọn mới, máy zin nha, xe đẹp lên ken lên, dọn Thái. Đó, 12 triệu để biển số chạy cho anh em ha. Đó, 12 triệu, chỉ có 12 triệu là có con xe đẹp nha anh em. Máy xin á, máy là ok, có 12 triệu vỏ bọng đồ mới cảo nha anh em, không té không ngã với anh em nha, biển số Bình Dương nha anh em ha. Đó, 12 triệu con xe thôi, 12 triệu. Dạ đúng rồi. Đó, đã rồi anh em. Đó, trá đèn này anh em mua cũng 2 triệu mấy 3 triệu chứ không có rẻ đâu. Dạ, okay. Xe lên can 12 triệu nha anh em, 12 triệu con xe này nha anh em nha. Đó, xe lên can xe vang. Không, con này đẹp hả? Mình có con Ultimo đó nè, Ultimo 5 triệu nha em nha. Có Mio hả? Ultimo, Mio là khác, Ultimo. Mio bự cái gì? Dạ, Ultimo á, dạ. Mio bự. Dạ. Thôi, 5 triệu bạc. Có 5 triệu nữa. Dạ, anh em là có mua cho con đi học hay vợ đi làm gì ủng hộ con xe đó nha anh em ha. Có xe luôn nha anh em. Dạ. Rồi. Con AB 125 bản đặc biệt. Con này gọi là siêu siêu nước luôn, 2024 nha mọi người. 804 cây số nha anh em. Bao anh em không tua nha. Mấy hàng này giờ nó gọi là nó hiếm mà. Dạ. 804 cái chiến thắng chân trống đồ nữa chứ, cổ bồ này nè. Nó mới gọi là nó mới thôi rồi luôn, xe mới sao nó y vậy luôn. Dạ, giữ lắm anh em ha. Ốc vốc nè. Dạ, giữ. Con này quay hết, giờ anh em mua phải anh tham khảo. Phải hàng, cứ trên, hàng năm nha anh em. Dạ, thì anh em cứ tham khảo. AB lại tăng giá nữa, anh em cứ cập nhật giá đi. Bốn quanh nha anh em ha, bốn quanh nha anh em ha. Cái này. Dạ. Mua rồi nó mới. Hai phá đầy đủ hết, đồ đầy đủ hết cho anh em. Con số bảo hành rồi thấy không? Đầy đủ hết rồi nè, mới mua. Đó, anh em thấy cứ cốt ngay chỗ cái đồ này chưa có gì mà đụng chạm luôn, chưa mòn, y như con mới, con trẻ mới. Anh em mua xe cũ á, coi để ý ngay chỗ này nè, nó mòn nhiều quá thì nó là ta phá y nhiều. Đột mỗi lần đổ xăng nhiều, kháo cất nhiều là sẽ mòn như này. Đó, đặc biệt anh em không phải gì đó. Xe là đủ hết, không một vết trầy, kiếm một vết trầy anh em mình tặng anh em con xe luôn thầy. Không một vết sơn, chưa giờ sơn dặm cho con xe nào nha anh em nha. Hàng gì anh em không cảm liên hệ giúp mình nha anh em ha. Liên hệ giúp mình nha anh em ha. Đó, anh em có gì liên hệ không? Dạ. Anh em xe mới hết xong. Dạ. Mình ra hết mình xem nó tính trọn gói hết bao nhiêu rồi mình mới mua được con này. Dạ. Mình bán con này vẫn rẻ hơn ở ngoài kia tầm hơn chục á anh em. Dạ, có ba máy cũ bao hồ sơ anh em ha. Ba máy cũ bao. 800 coi, 800 điểm mới coi. Dạ đúng rồi. Coi. Anh em đã có hỏi ẹt rẻ nè, ẹt rẻ nè. Ẹt 2017 anh em ha. 27, 28 á. Mà xe chạy hơi nhiều nha anh em ha. 25.000 cây nha anh em, 25.000 cây nha anh em nhớ nha. Có 20 triệu nha anh em nha, xe chính chủ. Xe không giờ té ngã. Đó, cứ nhìn qua mình tham khảo con xe mình sẽ biết là con xe nó 20 đẹp triệu hay nha anh em nha, 20 triệu nha anh em nha. Xe sao để vậy nha, không bao giờ té ngã nha anh em. Cục bô thấy còn được đẹp không? Xanh lè xanh lét. Chủ đi kỹ lắm nha anh em ha. Đó, tiền nào của đó nha anh em ha. Thì con mười mấy triệu mà mình không có bán, tại mình bán hàng xe phải xe chuẩn. Ta thắng chưa bao giờ thay nha anh em. Nó con xe này chủ đi rất kỹ, ta thắng bao này chưa giờ thay, thay đến tặng con xe anh em luôn. Có 20 triệu. Phụ trợ dọn full nguyên xe 21 FI nha anh em nha. 24 triệu nha anh em nha. 24 triệu. Dạ, xe nói với anh em rõ là xe này gớt đầu gớt ngồi. Có nhiều anh em lái hỏi con xe còn riêng không? Riêng là không có giá đó nha anh em nha. Gớt đầu gớt ngồi mới 24 triệu nha anh em nha. Đó, anh em mong anh em ủng hộ. Xe lâu phải làm nồi lại chứ bình thường. Dạ, mấy dòng xe số là anh em biết rồi, phải gớt đầu gớt ngồi.
hả? Thôi ẹt 150 24 triệu bao sơ con ẹt 150 đèn led xe 219 nha mấy anh em nha. Đó, anh em nhìn đi 219 nha mấy cái anh em, xe không bao giờ té ngã. 24 triệu bao sơ, 22 triệu để một số nha anh em nha. Cái này có tepix nữa, tepix xe chạy 5.000 cây, xe cọp chùm keo nguyên con như này, mình tập tành chạy mô tô nha anh em, có gì anh em có thương mình ủng hộ mình nha anh em ha. 5.000 coi đâu anh em, mình thấy trên kênh có mấy anh em tìm tepix đẹp á, mình muốn mua con này. Tepix 5.000 coi bọc keo thì quá đẹp rồi. Xe này lan can Sài Gòn, hàng 3x cho nha anh em, chỉ có ba máy cũ nha anh em nha. Rồi. Đó. Rồi 15 chạy 1.000 cây nè anh em. Rồi chùm keo nguyên con cho anh em luôn. Đầy đủ đồ phụ kiện hết 1.000 cây số nha anh em nha. Giá có 4 máy cũ nha anh em nha. Bao sơ cho anh em. Bao quay đầu cho anh em lỗ năm. Quay đầu 150. Biển số Tiền Giang. Biển số Tiền Giang, xe lan can Sài Gòn. Hàng 4x bao sơ nha anh em, xe 4.000 cây. 223 luôn nha anh em nha. Đăng ký 23 xe là đắt 21 nha anh em ha. Đó, mới về thêm NVX. NVX nha anh em. Bữa rồi nói anh em mình có mấy con NVX nè, mình tập trung NVX à. Chơi là bá bủ luôn. Gì cũng có cho anh em luôn. Gì mai chiều tập trung ra nút đồ các thứ luôn cho anh em luôn nha. Xe này mới chạy có 3.000 mấy cây nha anh em ha. Xe lan can Sài Gòn. Bao này là không té ngã, không tai nạn, không dính trầy luôn, uy tín nha anh em nha. Đó, mình ít nhưng mà chắc cho anh em nha, ít mà chắc. Đó, hàng thì mình bán 4x nha anh em nha, 4 máy cũ nha anh em nha. Bao sơ cho anh em cái gì có ra hình chi tiết cho anh em. 125. Này một này là NVX 125. Biển số là 70 nha anh em nha. Xe không bao giờ té ngã, không bao giờ đâm đụng gì hết cho anh em luôn nha. Xe lan can Sài Gòn, xe chạy 10.000 cây. Y như con xe mới nó thiệt nha anh em. Anh em có kết bạn Zalo trên màn hình với mình. Mình gửi cái hình con xe cho anh em coi hết hồn lắm nha anh em nha. Phá mắt cây này chứ phải phá chuyện nha. ABS luôn 125, 125 nha anh em. Có hai con này là 155 nha mấy em nha. Đó, giá bán có 22 triệu để số chạy cho anh em. Dạ đúng rồi. Dòng ẹt nè anh em. Ẹt lướt nè, ẹt lướt nha anh em nha. Mở kinh á. Mở kinh 3.000 cây biển số 68. Nha anh em nha. Con này có mâm zin đầy đủ nha anh em nha. Có mâm zin đầy đủ, áo chùm keo nha anh em, áo chùm keo nguyên con. Ba con này đồng giá 32 triệu bao sơ nha anh em nha. 32 triệu bao sơ. Dạ đúng rồi, 32 triệu bao sơ. Còn nhiều loại lắm nha mọi người. Dạ. Ở trên lầu thì anh em xem clip trên lầu á. Dạ, 32. Đây có con Vinner X này. Vinner X này nè. ABS này nè. Dạ, 20 triệu để số chạy nha anh em nha. 20 triệu để biển số. 20 triệu để số chạy cho anh em nha. SH1 anh. Ờ SH cao chứ. SH cao. SH cao thì con này hàng sưu tầm 2015 nha anh em nha. Phá mắt bọc keo nguyên xe. Bọc xe nguyên con. Kiếm con thứ hai hơi khó, nó thì tiền bốn cho anh em luôn, thì con xe đẹp lan can. Khách nuôi trong mình thôi chứ không bao giờ chạy nhiều được nhiều anh em nha. Đó, con 20 cũ nha anh em nha. Có vô cái bô V1 rồi. Xe liền lạc không té ngã cho anh em nha. Hai khóa đều đầy đủ, có chống trộm đầy đủ cho mấy anh em luôn. Xe lan can Sài Gòn. Tiếp tục ở dưới này ẹt 32 triệu. Còn ẹt 30 triệu nha, con màu xanh thì cái anh Gia Lai ủng hộ mình nha anh em nha. Màu xanh thì ủng hộ hả? Dạ đúng rồi, con màu xanh thì anh ở Gia Lai ủng hộ rồi. Cứ 30 triệu con bao sơ cho anh em nha. Màu xám nè, 30 triệu bao sơ cho anh em nha, 30 triệu bao sơ. Màu xám lan can Sài Gòn. Còn bọc keo luôn mà. Dạ. Xe chạy 8.000 cây nha anh em, 8.500 cây nha, uy tín nha, xe sao để vậy nha. Bao sơ. Dạ đúng rồi, đó. Xe lan can Sài Gòn cho anh em. Đó, con màu này cũng vậy. Xe này màu cam. Anh em mua góp thì chỉ cần trả tầm 3 2 triệu 3 triệu cũng 2 triệu 3 triệu là được. Dạ đúng rồi. Mình thôi anh em cứ hỏi hỏi. 2 triệu 3 triệu thôi. Còn anh em thiếu thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ cho anh em tí. 2 triệu 3 triệu là nhận con xe về. Bên này là Sonic nè. Sonic rất là nhiều cho anh em nha, lựa chọn cho anh em nha. Giá thì từ 28 cho tới 40 triệu bao sơ là có con xe Sonic cho anh em chạy nha. Đó, giá là nhiều. Xe đời cao. Hỏi như con một cam thì con cao 100 thì biển số 66, vô cây phuộc, vô đồ ốc titan đầy đủ, vô có chống trợ lực đồ đổ đồ. Ok hết anh em. Xe chạy gốc chạy 4.000 cây. Màu cam đúng giấy màu cam cho anh em là 36 triệu nha, để con số nha. Đó, con này. Dạ, con này 32 triệu để con số chạy, biển số 83 nha anh em ha. Đó, 219 mà mới có chạy có 5.000 cây nha anh em, uy tín nha. 219 nha anh em nha. Đó, tại xe đời khắp thì bán nó rẻ. Đó, mà không bao giờ mà kiếm dít này có nha anh em nha. 3-4 triệu đồng bao sơ. Còn tiếp theo mấy dòng này 22 21 nè, con này 21, hai con này là 22 nha anh em nha. Theo năm sản xuất, phiếu xuất xưởng, nguồn gốc anh em. Mình bên đây bán xe là cho anh em trước khi dứt giấy là cho anh em coi nguồn gốc xe đàng hoàng. Đó, nha anh em nha. Tại nguồn gốc phải rõ ràng. Đó, mua bán xe này phải rõ ràng. Okay. Là 40 triệu bao sơ cho anh em. Con này 38 triệu bao sơ nha anh em nha. Đó, màu gách bun. Này con này gách sòn. Anh em nha, 40 triệu bao sơ cho anh em nha. Con này 2.000 cây. Anh em ha. Rồi AB đi. AB 150. Cái này ngót bán hết rồi anh em thấy không? Dạ đúng rồi. Còn đâu? AB 150. Màu đen bóng nha anh em nha. Đen bóng anh em. Con này mình bán với giá 42 triệu bao sơ. AB dầu hết hơi cao lắm anh em, cứ tham khảo ủng hộ mình nha. Xe bao anh em không tu hồn. 3.000 cây.
3.000 như xe mới không? 3.000 cây. 3.000 cây. Con này 2532 cây, màu đỏ nha. Toàn bộ là 23 hết nha mấy anh em nha. 23 hết nha anh em nha. Okay. Xe lan can xe ban không dính đầy gì hết á. Chỉ có 42 cũ nha anh em nha, bao sơ cho anh em nha. Rồi. Đó. Lan can xe ban. Còn WinX xe cũ nè anh em, xe cũ WinX V3 hàng 23. Mâm đồng là anh em cứ 23 nha, còn mâm đen nó 22 nha anh em nha. Mấy con này mình bán cái giá là 32 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nha. 32 triệu bao hồ sơ. Dạ đúng rồi. Đây có HCC nữa. 32 triệu bao hồ sơ, có sẵn cho anh em luôn nha. Okay. Đó, còn tiếp theo mâm đen cứ 30 triệu một con cho anh em ha. Đó. Còn dòng V1 cọp nè. V1 cọp, con này đi xong. Đã lẹ. Được mấy em màu trắng trắng đỏ đi rồi. Dạ đúng rồi, trắng đỏ đi rồi. Trắng đỏ anh ở Đồng Tháp quá VIP ủng hộ luôn. Còn tại vì hàng này mấy hàng giữ kiếm đâu ra anh em đó. Nhìn ốc tán mà nó như thế này. Sáng cái gì, nhìn cái có bô nữa nè, quay có bô nè. Đó, bô. Dạ. Các em liên hệ với mình con này nha anh em ha. Con này thành phố Sương Mù, thành phố Đà Lạt nha anh em ha. Biển số là 49B1 nha anh em ha. 49B1 nha anh em ha. Còn cái xe WinX V2 xe rẻ này nè, 20 triệu nha anh em 20. Nha. Con bên này ABS cũng 20 luôn. 20 để số chạy cho anh em. Còn Sa Chia thì mấy Sa Chia này 3-4 triệu bao sơ cho anh em nha. Còn bộ xe kia bên đây có 3-4 triệu. Hàng ở đây có 3-4 triệu nha anh em nha. Gator cũng vậy, 3-4 triệu là bao sơ cho anh em. Hồ sơ cầm anh em có xem 4 chi tiết thì cứ nhắn tin nhỏ nữa. Bấm số trước 30/4 cho anh em luôn nha. Đó. Xe kia đợt 22/23 không nha anh em nha. Có xe kia nhập, xe kia diệt là đầy đủ hết các dòng. Okay. Cho anh em nè. Rồi mấy con xuống đít cho rỉ. Xuống đít cho rẻ anh em có nói nè. 28 triệu để con số chạy nè. 3 triệu bao sơ nha anh em nha. Xuống đít cho rẻ. Mấy xin hết nha. Còn bộ là 21/22 không nha anh em nha. Đó như con đó biển số 66 cho anh em ha. Còn số xăm đó. Đó, rim hết cho toàn bộ hết cho em 28. Rim 24 triệu nha anh em. Cúp đó cũng giá như vậy đâu, chai cúp. Okay. Anh em nào có mua cho coi đi học thì ủng hộ nha. Tại cúp của mình dọn tâm huyết của mình luôn chứ phải là của ai. Xe nhà anh em. Xe nhà. Con này cũng ông anh mình. Con này là nguồn gốc là mậu dịch là xe Thái nha anh em nha. Đó, giờ là rim Thái rồi. Rim Thái nha anh em ha. Nguồn gốc mậu dịch à, anh em biết rồi. Rồi. Future đang lên giá nè anh em nào thích thì chơi á. 26 triệu để con số nha anh em. 26 con này Future LED nè anh em. Dạ đúng rồi. 22 xe dài đúng 3.000 cây. 3.000. Dạ đúng rồi. 3.000 cây cho anh em nha. Bao anh em xe đẹp lên can sờ bay. Đó, còn con V2 xe chạy 55 cây số. 55 cây số nha anh em, xe chạy trải nghiệm đó nè. Đó, 328 triệu bao sơ cho anh em ha. Dạ. Còn dòng Winner VX V3 hàng xe trúng thưởng nha anh em, 100% hàng xe trúng thưởng nha anh em ha. Trúng thưởng 100% nha anh em. Xe chạy chương trình 1. Có bán mình có tặng ba ga tặng chống đổ đầy đủ hết cho anh em, là giá mình bán 37 triệu bao suất đơn cho anh em. Dạ đúng rồi nè. Okay. À, rồi anh em muốn hỗ trợ ra tên giấy quyền thì 39 triệu từ A đến Z nha anh em, không phải xin một phí nào nữa nha anh em, uy tín 100% cho anh em nha. Rồi. Dạ. Thì đó là giá xe á. Anh em mình xem ở trong nhà thì mình có thể tìm lại clip ở trên lầu này. Dạ. Hoặc là mình muốn xem lô ở ngoài cửa hàng thì bấm vào kênh YouTube Xe Máy Tùng Dương để mà tham khảo cái lô ở ngoài cửa hàng ha. Dạ. Cảm ơn chị bạn. Cảm ơn em, cảm ơn các chú, cảm ơn các cô ha. Dạ.